Chào tất cả anh em nhé, mình là thiết bị VNC. Thì video hôm nay mình giới thiệu cho anh em một số cái sản phẩm, đó là keo miếng vá của Maruni hàng Nhật nha anh em. Thì mình có bán thêm cái sản phẩm bên Maruni hàng Nhật nha. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ mua nha. Bình thường thì mình bán cái dòng Highway Better với LMX Ấn Độ, và mình cũng có bán thêm cái dòng Maruni này của Nhật này anh em nha. Thì có keo nước và miếng vá. Anh em nào mua miếng vá thì mình cũng bán, mà mua keo nước không mình cũng bán luôn anh em nha. Nói chung là anh em cần cái nào mình bán cái đó, chứ không bắt buộc là anh em phải mua keo nước Maruni thì anh em phải mua miếng vá đâu anh em nha. Cứ mua cái nào thì mình bán cái đó thôi, mua keo nước mình bán keo nước, còn mua miếng vá mình bán keo vá. Giá thì nó cũng như giá bình thường thôi anh em nha. Thì cái gì keo nước bữa nay mình bán là 180.000 một lon anh em nha, keo nước Maruni nha. Đó, còn nếu anh em nào mua chung với cái miếng vá Maruni thì mình để 175.000 một lon thôi, còn anh em nào mua keo nước không thì mình bán 180.000 nha anh em nha, do keo nước nó giá nó cao anh em nha. Một số nơi người ta bắt buộc anh em mua keo nước là anh em phải mua cái miếng vá của Maruni này, nhưng mà mình thì nếu anh em mua keo nước không thì mình lấy thêm 5.000 là 180.000 thôi anh em nha. Đó, đây là còn cái vỉ vá thì mình chỉ bán thêm ba cái loại thôi, một cái loại nhỏ đây nè anh em. Loại này thì là 3 phân rưỡi anh em nha. Loại này 3 phân rưỡi nè, nhỏ nè, 3 phân rưỡi thôi. Thì một vỉ của nó là 36 miếng nè, 75.000 anh em nha. Đó, một vỉ loại 3 phân rưỡi thì 36 miếng, giá của nó là 75.000 một vỉ anh em nha. Vỉ này đó. Còn cái loại thứ hai thì nó lớn hơn một chút, là 43 anh em nha, 43 ly là 4.3 phân á, 4/3. Thì loại này một vỉ nó là 25 miếng anh em nha, thì giá của nó cũng 75.000 một vỉ luôn anh em nha. Nè đó, một vỉ 25 miếng 4/3. Cái loại này thì nó phổ thông này, nó dùng cũng nhiều, 75.000 một vỉ nha. Còn cái loại tiếp theo đó là cái loại lớn hơn chút, là 6 phân anh em nha. 6 phân thì một vỉ của nó 80.000 anh em nha, một vỉ 6 phân của nó là 80.000 anh em nha. Rồi đó, thì anh em nào mua cái nào thì cứ liên hệ mình nha, là thiết bị VNC, Zalo là 0911600357 anh em nha. Đây là loại keo miếng vá Maruni hàng Nhật anh em nha. Đó, thì hàng Nhật thì anh em nào làm nghề lâu thì đã biết rồi, hàng Nhật thì tất nhiên là cũng khỏi chê về keo nước. Còn miếng vá thì tùy anh em nhu cầu sử dụng, anh em có thể thích miếng vá này hoặc là thích miếng vá mềm kia anh em nha. Còn cái keo nước của nó là khỏi chê rồi anh em nha, keo nước của nó thì mình phải công nhận là số 1 rồi. Thì lon keo nước đó anh em nha, 200ml. Anh em nào mua thì liên hệ mình nha, thiết bị VNC, Zalo là 0911600357 nha anh em. Thì video này mình cũng làm để giới thiệu thêm cho anh em về cái sản phẩm keo miếng vá Maruni mình bán thêm thôi, chứ mình cũng không chuyên về cái dòng Maruni, bởi vì hàng bây giờ dòng này giá nó cao, với một phần là anh em sử dụng những cái sản phẩm bên cái loại miếng vá mềm kia nó nhiều hơn là so với miếng vá cứng. Miếng vá cứng thì anh em ít sử dụng, nhưng mà cái keo nước thì anh em sử dụng nhiều nè. Keo nước thì chắc chắn là anh em sử dụng nhiều, anh em làm lốp thì đa số sử dụng keo nước Maruni. Anh em nào mua thì cứ liên hệ mình Zalo là thiết bị VNC 0911600357 nha anh em. Và mình có bán các sản phẩm này ở trên các số của mình, ở trên Lazada này, Shopee này, Sen Đỏ này, mình có để ở dưới cái phần đường link miêu tả video dưới á, thì anh em sẽ vào kích vào cái đường link đó anh em đăng nhập và anh em mua hàng nha. Còn anh em nào muốn mua hàng trực tiếp thì cứ nhắn tin Zalo cho mình cũng được, hoặc là gọi cho mình là 0911600357, gọi giờ hành chính nha anh em nha. Gọi ban ngày nha, anh em đừng gọi ban đêm nha, ban đêm anh em có thể nhắn tin Zalo cho mình cũng được anh em nha. Nhiều lúc ban đêm mình không có thời gian để mình nghe cuộc gọi đâu, bởi vì ban đêm thì hết giờ làm việc thì mình cũng có không có thời gian. Cho nên anh em nào có gọi thì gọi ban ngày giúp mình nha, còn ban đêm thì anh em có thể nhắn Zalo rồi mình nhắn tin xử lý, rồi sáng mai mình sẽ gửi hàng cho anh em cho nó tiện. Rồi thì mình cũng làm video ngắn để giới thiệu bán thêm cho anh em một số sản phẩm keo miếng vá Maruni. Anh em nào muốn mua keo miếng vá luôn thì mình cũng bán, mà anh em muốn mua miếng vá không mình cũng bán, mà anh em muốn mua keo nước không thì mình cũng bán luôn, giá cả thì nó như thị trường thôi anh em nha. Thì rồi thì mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Chào tất cả anh em nha,
Anh em nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì cho mình đăng ký nha. Nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Mình cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn nha. Chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha.